cần ta ôm hung cái gì vậy? Nào bạn bấm đi, nó dám chị. À, bấm là dám nhớ hứa nha. Nhanh lên, mình còn có một phút nữa thôi. Mình hỏi cảm nhận đi. Anh thích đi chơi ở đâu? Anh thích đi chơi hả? Chắc anh thường đi đâu mà có hai đứa anh chưa hết. Đi đâu có hai đứa thích vô hết là sao? Thì đâu hai đứa giống như em thích đâu anh đi đó. Nhưng mà anh thích mấy chỗ đông người. Anh cũng thích chỗ đông người mà. Sao anh kêu thích chỗ hai đứa? Không phải chỗ hai đứa, hai đứa mình đi chung á. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý khán giả. Tên là Thiên Thảo, năm nay em 22 tuổi, hiện là nhân viên kế toán. Rồi, mời bạn Nam. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cũng như các vị khán giả ở trường quay cũng như khán giả xem màn hình nhỏ. Còn sao nữa? Dạ. Em tên gì? Dạ, em tên Phát. Phát? Dạ. Nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 23 tuổi. Trẻ quá vậy? Đâu trẻ đâu, ai nói em cũng già trước tuổi á. Làm nghề gì? Dạ em mới đi làm, em làm nhân viên văn phòng ạ. À, các bạn ngồi ngồi. Dạ. Thôi, bây giờ là bạn đến với chương trình này á là bạn muốn tìm một người bạn trai của mình như thế nào? Mẫu người bạn trai của em yêu thích đó là cao từ 1m7 trở lên. Bên đây khỏe ru đáp ứng nhu cầu luôn. Chắc không nổi. Chắc anh không? Ơi. Sao em? Em bị lội quá chị ơi. Bị lội hả? Dạ. Chứ em cao được bao nhiêu? Em không biết nữa mà chắc là không dưới 7 chị ơi. Rồi xuống chút xíu được không em? Ừ, chạy xuống bớt đi chắc em ơi. Chắc em mang về ba tàu á. Rồi em cao bao nhiêu? Dạ 1m67. Ủa cao dữ vậy? Rồi. Trời ơi. Rồi ngoài chiều cao ra còn gì nữa không? Không được hút thuốc. Bụng không bự. Bên kia có bụng bự không? Không chị ơi, em có bụng bự gì ơi. Tập thể dục hàng ngày chị ơi. Có hút thuốc không? Dạ không luôn. Cái mặt không đẹp cũng được nhưng mà quan trọng là cười phải đẹp. Răng đẹp. Trời ơi, cái gì đâu nói nhiều quá vậy. Mẫu gì chờ. Răng đẹp không? Em biết chị ơi, chắc đầu mẫu quá chị ơi. Bản thân em thấy là mình có những ưu điểm gì? Em biết nấu ăn nhưng mà nấu mấy món mình thích thôi. À, còn ưu điểm gì nữa em? Dạ là em biết võ. Võ gì? Dạ em là đai đen taekwondo. Trời ơi, đai đen taekwondo còn cao 1m67 nữa, lộn xộn là chết rồi nha. Sao bạn? Em nghĩ gặp mặt mới biết rồi anh ơi. Bây giờ nghe nói sợ chưa? Dạ chưa, nó cũng bình thường, chưa sợ lắm anh. Vậy dạ. Khuyết điểm của bạn là gì? Khuyết điểm của em là nóng tính. Trời nóng là em hay nóng lực, là hay bực bội. Nóng tính mà còn võ công cao nữa, trời ơi trời. Nóng lên có đánh hay đánh người không em? Dạ không, học võ chỉ để tự vệ thôi. Em ơi, nhưng mà chị nói nghe nè, chị năn nỉ em á. Em bớt cái chuẩn em xuống chút xíu đi. Chuẩn quá, người mẫu gì em cao quá vậy rồi làm sao bạn nam bên kia mình đáp ứng cho nổi. Bớt xuống hả chị? Bớt chiều cao được rồi. Vậy là bạn đó đủ hết rồi, chỉ cần bớt chiều cao nó thôi. Không biết nữa, chiều cao trước đi rồi mới tính tiếp. Còn mấy chiều cao thì không được, lội luôn rồi. 1m65 trở lên là được. Rồi bạn trai, bạn có ưu điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là biết nấu ăn, biết phụ giúp ba mẹ và biết lắng nghe người khác. Nhờ như đó đủ rồi anh. Đủ hả? Kể nhiều ở công ta hô mình tự quảng cáo mình nữa. Khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì như thường ngại nói chuyện với một người trước mặt á. Nhất là con gái thì em rất là ngại. Nhiều khi nói ngại đến nỗi mình nói người ta không nghe luôn á. Nên em mới bị ế tới giờ nè anh. Em thế thì mình có mấy mối tình rồi? Nếu mà chính thức thì là hai mối tình. Dạ mối tình gần đây nhất là em chia tay thôi, cách đây một năm. Lý do tại sao chia tay em biết không? Dạ tại vì em nóng tính mà bạn nó cũng nóng tính luôn, nên là hai người lúc mà có chuyện mà tranh chấp với nhau là không ai nhường ai hết. Bây giờ mình phải nhường nhịn đi chứ, mình phải rút kinh nghiệm. Bây giờ nếu mà làm mai cho em cái bạn trai bên này là em phải nhường nhịn người ta nha. Dạ. Nhưng mà nhường có chừng mực hơn. Chừng mực là sao em? Đã không phải là cái gì mình cũng nhường được, ví dụ như mình đúng thì là người ta phải nghe mình. Em có nhường nhịn không? Tùy chuyện mình để nhường nhịn mà nãy giờ nghe bạn gái nói biết ai nhường ai em cũng chưa biết nữa anh. Em có nóng tính không? Dạ không, em không nóng tính. Có tật xấu gì không? Dạ có. Tật xấu gì? Là thường nếu mà giận ai là ít nói chuyện với người đó. Giống như nếu một khi đã giận rồi, giống như mình không bao giờ làm quà trước. Giống như em rất là ít giận, nhưng mà đã giận rồi thì không bao giờ bắt chuyện trước. Giống như người ta xin lỗi thì em chấp nhận. Còn em không bao giờ xin lỗi? Em là người rất là khó giận, mà để em giận á, tại người đó phải như thế nào em mới giận. Nghĩa là giận là hết xài rồi đó hả? Dạ. Nhưng mà nếu mà ta tới nên năn nỉ, ta xin lỗi mình thì mình có tha thứ không? Dạ có, em là người rất là có lòng vị tha chị, sẵn sàng tha thứ. À. Ví dụ như em giận người ta đánh em luôn rồi. Để tới đánh rồi chắc bỏ chạy chưa quá. Mà hôm nay bạn đi đến đây rồi có ai đi theo ủng hộ bạn dạ, không? Dạ có mẹ với lại em gái của em. Đâu mẹ bạn đâu? Dạ chào cô. Cô chào em Cát Tường với em Quyền Linh. Dạ. Cô ơi cô,
Trời ơi, con gái cô nghe con sợ quá vậy, rồi sao cô có nói sao chứ, rồi mà hỏi đuổi nóng mà quýnh người ta rồi làm sao con dám làm mai làm mối. Không phải, tại vì cô có hai đứa gái. Dạ. Cho nên là sợ ra đường á, cho nên là cho nó học võ từ nhỏ. Dạ. Để nó bảo vệ nó, bảo vệ mẹ nó, bảo vệ cho em nó luôn. Nhưng mà từ trước tới giờ là có em có quýnh ai chưa cô? Dạ, chưa đánh ai hết. Hăm dọa người ta thôi là ta đủ sợ. À, nó mới thử cái là kêu chạy. Cô thấy bạn bên kia sao cô? Bạn bên này thì dễ thương. Dạ. Cái điều là nhỏ con. Nhỏ con không phải là khuyết điểm. Dạ. Dễ thương được rồi, nhưng cô dễ chịu không? Tại vì cái ngoại hình không cần vấn đề. Dạ. Chỉ có cười dễ thương là được rồi. Dạ, cảm ơn cô. Anh xem cô này thì võ cỡ nào rồi. Trời ơi. Đứng lên cho anh Linh coi em. Đâu nghĩ ai đây là học võ đâu trời. Em đứng lên coi em kêu đó. Đó, thấy ghê chưa? Tướng tá vậy mà còn quýnh ta nên chết luôn á. Rất là dễ thương, giống như người mẫu luôn em. Anh là dễ thương á, ông hiền á. Đừng đánh nhưng mà bằng. Đừng có bánh bèo. Em có bánh bèo, bánh tiêu, bánh nặng, bánh bột lọc đó. Là bánh bèo là sao? Là eo eo eo. Bánh bèo không? Dạ không, bản thân em không ai bánh bèo. Với em bánh gì? Em là bánh đa, rất là cường tráng. Bánh đa, bẻ cái là nó gãy chân. Bánh đa. Thôi được rồi, để cho họ gặp nhau, họ nói chưa chuyện. Tôi phải coi được, tôi mới cho gặp nhau. Được chứ tôi rồi. Chưa có câu mà gặp nhau gì, coi nhỏ con là nhỏ bao nhiêu. Gặp tay. Đâu anh đứng lên chị coi coi. Nhỏ con gì ơi. Cao mắt mấy? Em không biết nữa, chắc em bị lội hay gì. Cái này là lùn hơn chắc luôn rồi. Bên kia cao lắm. Rồi, coi như xong cái gì. Xong rồi. Rồi, buồn cái gì vậy? Buồn không? Chắc là không buồn đâu. Sao vậy? Thì nếu được người này thì ngoài xã hội mình có duyên tới một người khác. Rồi nhăn răng ra coi. Không đẹp đâu chị ơi, không ngại lắm. Bữa đây tao đòi răng đẹp kìa. Cũng được. Giờ chị có tội lùng thôi đúng không? Dạ. Bây giờ năn nỉ bên kia giảm cái chiều cao xuống. Làm gì lùng? Chị năn nỉ giùm em đi, em cảm ơn chị. Đứng cao bằng tôi mà gì đâu lùng. Nhưng mà bữa nay người ta cao hơn. Ừ. Đó, ông cũng không sao, dễ thương lắm. Được. Nè, nhưng mà em hỏi em ngoài cái chuyện lùng ra, em bản thân em thấy mình còn có cái nhược điểm gì nữa không? Để em nói nhỏ các bạn nghe được không chị? Nói nhỏ chị nghe trước đi. Thôi nói nhỏ là nghe thôi. Nói đi chứ. Chị nghe tôi nguyên cái nước biết sao chị. Sao nói lẹ quá vậy, sợ ta giành nói mình sao nói nhanh dữ vậy? Do em ngại đó chị. Ngại sao nói nhanh? Ngại chị đẹp quá, không ngại. Mà ngại là nói nhanh vậy hả? Dạ. Còn không ngại? Không ngại nói từng chữ cho ta nghe chị. Phải không? Dạ. Vậy bây giờ hồi gặp bạn gái là nói từng chữ nha. Nói lẹ gì người ta nghe không có kịp đâu á. Dạ. Rồi. Dễ thương. Kéo màn lên. Có điều hơi lùng. Tới về mình lùng. Lùng lắm á chị. Đâu có lùng, ngồi đi em, ngồi đi. Ngồi mình đo. Kéo màn lên. Kéo màn lên đo thử nè. Nói tóm lại, bạn kia có thủ thì em cũng không chạy đâu. Dạ. Bởi vì rất là dễ thương. Thôi cho người ta gặp nhau đi. Chào anh. Chào bạn. Bạn thấy mình sao? Trời ơi, dạ cũng được. Không biết mình đạt cái chiều cao bạn hạ xuống được không? Đo đi mới biết chứ. Dạ chắc thì em mang giày bệt thì chắc được. Vậy anh phải mang giày cao hả? Anh mang độn xíu. Giờ nó có mấy cái giày độn gót ở trong. Vậy hả? Em biết chỗ bán không? Dạ biết. Vậy hả? Em mua giùm anh luôn đi. Ồ, em thường thích đi đâu chơi? Dạ em thích đi xem phim, đi cà phê. Ừ. Anh thấy em sao? Em hả? Cười dễ thương. Nói chung là em... Vậy là không cười là em xấu hả? Không có, em cười đã dễ thương mà. Chắc là... Làm em bó gói luôn, nói chung là em chắc là... Dễ thương. Bạn thấy gì không? Bạn nhớ gì chưa? Dạ, anh nhớ rồi. Bạn chị Cát Tường, chúc chị luôn thành công và xinh đẹp. Rồi, chị cảm ơn em. Đáng lẽ phải bạn này trước. Bạn ôm hôn cái nhau. Tặng bạn, chúc bạn luôn càng công trường việc. Cảm ơn. Tặng mà không dám đứng gần ta ôm hôn cái gì vậy? Thì nào bạn bấm đi mới dám chị. À, bấm là dám nhớ hứa nha. Nhanh lên, mình còn có một phút nữa thôi. Mình hỏi cảm nhận đi. Anh thích đi chơi ở đâu? Anh thích đi chơi hả? Chắc anh thường đi đâu mà có hai đứa anh chưa hết. Em đâu có hai đứa thích người. Vô hết là sao? Thì đâu hai đứa giống như em thích đâu anh đi đó. Nhưng mà em thích mấy chỗ đông người. Anh cũng thích chỗ đông người mà. Sao anh kêu thích chỗ hai đứa? Không phải chỗ hai đứa, hai đứa mình đi chung á. Anh có biết nấu món gì? Nấu thì giống anh Quỳnh Linh bữa cơm gia đình á. Nói chung là cũng không ngon lắm nhưng chấp nhận ăn được. Là ví dụ như canh là canh rau muống luộc, lấy cái rau muống làm luộc đâu có anh không hề. Món gì anh nấu cũng có đủ hầm phần món, chung mà nếu em muốn thì anh mời thử. Mời thử. Mời thử thì đâu nó ngon lắm không? Bây giờ mình nói người ta không tin, chị phải hành động người ta mới tin. Mời em ăn thử. Dạ nói thôi, nói coi. Mời em ăn thử. Ăn thử.
ăn thử là ăn cái gì? Mời em ăn thử. Dạ. Nói đi. Mời em ăn thử. Rồi còn gì nữa không? Hết giờ. Này cũng phải lắm thử. Rồi nãy giờ. Nút đâu anh? Nút đâu anh? Tìm đi. Trời ơi, tự tìm luôn. Một, hai, ba. Hồi nãy bạn hứa làm sao? Bạn nói nếu bấm chuông thì sao? Chứ mặt người lớn làm vậy kỳ lắm chị. Em chưa ra mắt gia đình bạn đó mà. Đây má ngồi đây ra mắt luôn kêu đi. Luôn đi. Nói gì đi. Nói gì với má đi. Nói đi. Chào chào. Dạ con xin chào bác. Giận chú bác là nói giận. Sao? Nói sao vài câu ơi. Bác có đồng ý cho con hẹn hò với... Dạ. Lấy lọc sát em vô ơi. Nắm tay nhau coi cái gì mà xa rời quá vậy. Nắm tay vô coi. Xin phép trước. Trời ơi. Bây giờ không dám hôn phải không? Dạ. Có món quà gì tặng bạn không? Tặng ơi hả? Ơi hả? Bây giờ mình hát câu gì dễ thương mình tặng bạn ơi, mình tỏ tình coi dễ thương á nha. Dễ thương á vậy? Ừ. Làm dễ thương. Em hát dở chị ơi. Kệ, chủ yếu tấm lòng. Hai, ba. Dạ, em suy nghĩ đi. Em ơi anh nhớ, em ơi anh rất nhớ. Từng câu nói ấm áp giờ này ở đâu đây? Chắc nhìn ai đó kia kìa. Thấy sai lời rồi. Nói là vậy. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi chúng ta giới thiệu về mình cho đối phương cùng nghe nha. Xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và bạn nữ bên kia. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Trương Đình Tựu. Năm nay mình 28 tuổi. Gốc của mình là ở miền Trung, Quảng Trị. Mình sinh ra và lớn lên tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Hiện tại mình đang làm tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của mình là nhân viên tại showroom xe máy của Honda Việt Nam. Mời bạn gái. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Anh Quyền Linh và chị Cát Tường, em tên là Nguyễn Thị Như Ý, sinh năm 1992. Tuổi thì của em là 25 nhưng mà trên giấy tờ của em là 1994. Hiện tại em đang làm sale tại Wall Street English. Em quê ở Bà Rịa Vũng Tàu. Em sinh ra là ở Bà Rịa Vũng Tàu nhưng mà quê gốc là ở Quảng Trị. Ủa? Rồi sao trùng hợp dữ vậy? Có bà con với nhau không vậy? Đúng rồi đó. Điều này mà cưới chắc đỡ tiền đưa dâu lại đỡ tiền xe ha. Trời đất ơi. Vậy là hợp lý rồi. Chúng ta chia sẻ chút xíu về đường tình trường đi bạn. Bạn nữ bên kia, bạn trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua ba mối tình. Mối tình thứ ba thì để là cho em nhiều sâu đậm nhất. Nhưng mà tại vì do cái tính của người đàn ông đó lăng nhăng, em không có thích cái điều đó. Cho nên mình là chia em tay bao lâu rồi? Dạ, em chia đây là cách đây là 3 tháng rồi chị. Mới 3 tháng à? Dạ. Đó rồi, mối tình sâu đậm mới chia tay 3 tháng lên đây rồi. Nhưng mà một khi mà em đã phát hiện được người ta mà lăng nhăng như vậy là em chấm dứt. Quên liền. Dạ. Bạn nam, bạn trải qua mấy mối tình rồi? Thực ra em yêu đơn phương nhiều lắm. Mối tình chính thức thì có hai mối tình. Một mối tình năm 2011. Khoảng được một tháng là chia tay bởi vì bạn gái chưa quên được người yêu cũ. Thiệt là đau khổ. Thiệt là đau khổ quá gì à. Thì nên là mình dứt khoát chia tay. Rồi. Khoảng 2-3 tuần sau thì bạn đó lại quay lại với em. Bạn đó lại tán tỉnh em trong vòng khoảng 5 nhưng mà em không chịu. Bây giờ thì... Là bạn đó thiệt là đau khổ rồi. Bây giờ thì bạn đó và mình thì cũng là anh em với nhau thôi. Thôi bây giờ mình đã kể những cái mối tình của mình rồi, đường tình trường. Bây giờ rút kinh nghiệm cho những cái điều đó để mình vun đắp cho mối tình tiếp theo này.
nó tròn vẹn, nó hoàn hảo hơn em ha. À, Như Ý có điểm mạnh và điểm yếu gì em? À dạ, điểm mạnh của em là em nhớ dai và thuộc dai. Nhớ dai, thuộc dai. Dạ, đúng rồi. Wow. Ví dụ như là ai mà chọc tức em cái điều gì đó làm em phát điên là em có thể nhớ thành lòng của người ta, và em có thể diễn lại, diễn đạt lại cho người ta. Và mà đó giờ em thù bao nhiêu người rồi? Em thù nhiều người lắm. Thù nhiều người lắm hả? nhưng mà không có để bụng, chỉ là ví dụ như mà người ta khơi gợi lại cái điều đó là em có thể nhớ lại điều đó và nói là đúng cái diễn tả cái câu từ của người ta để em làm cho người ta nhớ là người ta đã từng cư xử như vậy với em. Đúng rồi chị. Chi cho cực vậy thôi, vui vui cho qua đi em ơi. Nhưng mà cái thu giá như vậy, nhưng mà em sống thì nội tâm. Dạ. Bạn trai thì sao, mình có điểm mạnh điểm yếu gì à? Điểm mạnh thì em nghĩ là năm 10 tuổi là em đã biết làm hầu như hết việc nhà rồi, tại nhà em ba đứa con trai mà. Giỏi hả? À, khoảng 18 tuổi tốt nghiệp 12 xong thì lúc đó cũng gần như coi em là trụ cột chính của gia đình vậy ạ. Thì cũng thế mạnh phải tự lập ha. Tự lập dạ. Ha. Còn điểm yếu? Em rất là tin tưởng vào người khác, em dễ tin lắm. Ví dụ như bạn bè em đang khó khăn đi, khó khăn chuyện gì không biết, nó ví dụ mượn tiền hay là ai mắc nợ em vậy á, em cũng hỏi một hai lần, thấy họ chưa trả lời, chưa có rồi thôi, lần sau không đòi nữa, khi nào có trả. Mà 3-4 năm chắc cũng có cái 7-8 năm rồi chưa trả. Rồi thôi được rồi. À, bây giờ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Dạ, mẫu bạn trai lý tưởng của em là sống tình cảm, biết quan tâm tới người khác, hài hước, uy tín. Và ví dụ như là mình hiểu nhau là ở mức là mình nhìn vào mắt nhau là mình cũng hiểu được nhau rồi. Ừ. Là em thích nhất là ở điều đó. Không cần phải nói nhiều phải không? Dạ đúng rồi. Điều dạ, gì em không thích? Dạ, không thích lăng nhăng, không thích uống rượu bia nhiều. Ví dụ như là đi rượu bia nhiều mà về lè nhè là em không thích. Rồi. Dạ. Bạn trai, có rượu bia không em? Dạ, đô em đủ để ngoại giao. Ví dụ như là giao nhiêu uống nhiêu. Đẹp trai ha. Ồ, giỏi ha. Dạ chị. Sao ế? Dạ, thực ra là cái tính của em rất là rõ ràng. Em tìm một người, bất cứ ai vậy em quen á, là em xác định quen là cưới. Chứ không phải... quen cho chơi vui đúng không? Quen chơi vui, không có quen, mất thời gian. Bây giờ nếu được thì chừng nào lắm cưới? Dạ, nếu hợp nhau rồi được thì cuối năm nay cũng được, và có thể là qua năm sau. Mẫu người lý tưởng của bạn là như thế nào? Dạ, dễ thương, ăn mặc phải lịch sự, gọn gàng, đúng nơi, đúng địa điểm. Đừng có quá sexy. Sexy quá em không... Không chịu không... Dạ. À, dạ. Có cái chuẩn, cái mẫu người như thế nào không? Dạ, ví dụ như tóc dài. Tóc dài. Đặc biệt là đừng bao giờ nghĩ tới cách tóc ngắn nha. Dạ, thì đó là quan điểm của mỗi người thôi ạ. À, em là em không có thích tóc ngắn. Gì nữa không? Còn nhiều cái để nói luôn đi. Bây giờ phải tìm người yêu cho nó đúng chứ không là không sai. Có hình mẫu lý tưởng giống ai không? Ừ, giống Thủy Tiên mà vợ của Đan Trường á. Tại em hâm mộ Đan Trường. Em tin tưởng là anh Trường quyết định chọn một người vợ rất là ok. Ok là ok cho Đan Trường chứ đâu phải là ok cho em. Thì em ý là, chọn thì theo ý em. Mẫu của mẫu mẫu như mẫu vậy. Giống giống vậy rồi. Sao trách tao được? Hết chưa? Dạ. Về nha. Dạ. Tôi thích cái mẫu vậy mà. Miễn sao giống giống mẫu vậy ha. Để qua coi giống vợ Đan Trường hay không nha. Rồi. Yêu cầu đàn trai là vậy. Không biết. Trắng tươi à. Dễ thương. Nhưng mà có một cái nè. Khoảng về dày được không? Thì hả? Dạ được, ngang vai là được. Không. Đừng có cao hơn. Có màu được không? Hả? Có màu được không? Dạ màu tối tối thôi, đừng có vàng. Mà nó cũng vàng đó. Vàng hả anh? Ừ. Em ơi. Hả? Nếu mà quen thôi để em coi lại. Có thể là biết không? Nhiều điểm tốt có thể bù lại. À. Còn biết có cái câu đó dớt lại cũng được. Em. Dạ. Một cái người mà cũng hơi khó tính như vậy, em có lo ngại gì không? Tại vì ba mẹ em cũng là người Trung, cũng cũng hơi khó tính, nhưng mà dù gì cũng muốn tốt cho mình thôi. Đúng rồi, anh mong muốn gì thôi, nhưng nó quan trọng là cái sự hiểu nhau. Đúng rồi, hiểu nhau về tình yêu nó đủ lớn thôi. Dạ đúng. Nói gì ai cũng phải đặt ra những cái đối tượng nào đó, nhiều cái đặt cao lắm, nhưng mà gặp tình yêu rồi là quên hết thôi. Dạ. Thôi được rồi, anh thấy thế này nè, hai bên cũng rất là năng động. Hai người cũng là những người suy nghĩ hiện đại, hợp lý đấy. Bên kia cũng rất dễ thương. Quan trọng là các bạn nhìn coi tình yêu đủ lớn để vượt qua tất cả mọi thứ thôi ha. Dạ. Thôi mình hỏi thăm người thân chút xíu đi. Em có đi với ai em hỏi đi. Dạ em đi với dì của em.
Dì thay mẹ. Cô xin chào Huyền Linh và Cát Tường. Dạ. Xin chào quý khán giả. Chào cô. Nói chung là dì thấy phải nói là dì rất là cảm động khi là mình là người Quảng Trị mà lại gặp ngay cái người Quảng Trị với lại hả cái tính tình hả đẹp gái. Wow. Dễ thương, tính tình. Thấy chưa? Dạ. Dì là số 1 của Trương Đình Tựu. Dạ. Đó. Cho nên là khi mà dì là quyết định cũng có hả trọng lượng. Trọng lượng lắm, chứ không phải là không. Dì nói với Tựu đi, quyết định với Tựu hay sao đó. Quyết định luôn. Cuối năm cưới được không dì? Không có sao hết á. Dì chỉ mong hai con hả luôn luôn nhìn về một hướng. Với lại hả dì hả mà mong hai con là xấu hả là cái chữ này thôi. Dạ. Là tôn trọng, yêu thương và tha thứ. Xin cảm ơn chương trình. Dạ, dạ. Cảm ơn dì. Nhớ nha. Dạ. Con gái hôm nay mình có đi với ai không? Dạ, em đi với bạn cùng lớp với em hồi đại học. Rồi. Dạ. Bạn em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Thì em là bạn thân của bạn Như Ý. Thì bạn của em thì rất là hiền, được cái nấu ăn rất là ngon. Có một điều này em chia sẻ là bạn em mới cắt tóc đây chừng 2 tháng thôi. Chứ lúc trước là bạn em tóc rất là dài. Anh nói thì cho nên bạn em buồn á. Em thấy là bạn trai bên đây là cũng rất là dễ thương, là chững chạc so với bạn của em. Rồi bây giờ hai bên gặp mặt đi ha. Rồi cảm ơn bạn. Như Ý bên đây là Tựu ha. Tựu Ý cũng được. Tựu Ý lại để mình học. Cảm ơn Ý là mang cho nó phát triển kinh tế gia đình ha. Nào, 2 phút các bạn có thể thoải mái trò chuyện với nhau. Bắt đầu. Dạ em chào anh. Chào em. Vàng quá ha. quan niệm tình yêu, quan niệm tình yêu của em như thế nào? Tựu. Anh thích sự đơn giản nên anh nhờ chị bó hoa cũng thiệt là đơn giản thôi. Không có rườm rà nhiều. Cảm ơn. Dạ, quan niệm về tình yêu của em á là chỉ cần hiểu nhau là đủ. Ví dụ như là khi mà một khi mình đã xác định với nhau thì mình nên xác định lâu dài. Thì khi yêu nhau thì ai cũng có những cái khó khăn riêng. Thì đúng miệng rồi. Là mình hiểu nhau và giúp đỡ nhau cùng đồng tiến là được. Dạ. Em tuyệt vời quá. Quan niệm của em giống của anh quá. Dự định tương lai thế nào hai bạn? Thời điểm này đã chín mùi để anh lập gia đình. Anh cũng muốn tìm một người cho đàng hoàng như anh chia sẻ nãy giờ để mình tiến tới hôn nhân. Bạn nam hát một bài hát gì tỏ tình với bạn nữ đi. Rồi anh sẽ tặng em và toàn thể quý vị một bài hát là Bến Bờ Hạnh Phúc. Mà trong đám cưới của anh Đan Trường, anh Đan Trường hát bài này. Rồi. Fan cuồng. Một bông hoa xinh tươi tặng em yêu dấu. Một nụ hôn yêu thương khẽ trao bờ môi. Ngày đầu tiên anh gặp em, anh biết ta mãi là của nhau. Và ơn trên ban cho đôi ta tình vợ chồng. Và hôm nay đây trên trời cao chiếu sáng, đôi tình ta được hạnh phúc bên bờ. Em xinh đẹp kiêu sa điệp từ trong giấc mơ. Anh mỉm cười cầm tay em khẽ nói I love you. Rồi cảm ơn hai bạn. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Quyết định một điều rất thiêng liêng các bạn nhé. Có gì ngồi đây, có người lớn, có gia đình, có bạn bè, có hàng triệu người đang xem các bạn. Hãy bấm nút theo con tim của mình. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Ôm luôn rồi. Khỏi cho tình cảm em ha. Mời đàn trai. Rồi, mời đi em. Chào em. Mời bạn bên đàn gái giới thiệu về mình đi.
안녕하세요. 제 이름은 김근라고 하고 호주머니에 살고 있어요. 저는 올해 32세가 되고 한국 회사에서 통역근 담당하고 있어요. 이렇게 만나게 돼서 반갑습니다. 아, 안녕하세요. 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 뜻 gì vậy? Dạ em tên là hên quá, người Việt. Trời vô em sổ một tràng tiếng Hàn là chị ngơ ngác rồi đó. Dạ em tên là Trần Thị Kim Cương, năm nay em 31 tuổi. Và em hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc của em là phiên dịch viên tiếng Hàn. Hàn chi, bây giờ ngồi đây sợ bên kia là cô gái Hàn Quốc, người ta không biết nói chuyện sao. Mời đàn trai giới thiệu nè. Xin chào anh Quyền Linh, Nguyễn Tính. Chào chị Nam Thư xinh đẹp. Dạ. Chào toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Chào bạn nữ bên kia. Dạ. Em tên là Ngô Văn Thành, đến từ Bình Định. Hiện và sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm quản lý khách sạn. Quản lý khách sạn ở quận mấy? Quận Tân Bình ạ. Quận Tân Bình luôn. Em có ưu điểm khuyết điểm gì Thành? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Ồ, giỏi quá. Biết chơi thể thao. Thể thao nữa? Dạ. Có tật xấu gì không? Tật xấu thì em hơi nóng tính và kỹ tính một xíu. Nóng tính và kỹ tính. Nóng tính thì có thể đàn ông hay nóng, nhưng mà kiềm chế được hay không có điều quan trọng. Có kiềm chế được nóng tính không? Dạ được anh. Kiềm chế được là lúc tốt. Lúc đó thì thôi, sau đó là em nguội liền. Rồi. Kỹ tính cũng đừng kỹ quá, đàn ông mà kỹ tính quá đó. Dạ, em thì nói chung là sạch sẽ gọn gàng. Sạch sẽ gọn gàng ha. Vâng. Đó, mời đàn gái. Kim Cương, em nói về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân em đi. Dạ, ưu điểm của em là cũng là vui vẻ và hòa đồng. Với lại em là cũng nói chung là tự tin, hoạt bát, với lại cũng quyết đoán một tí xíu. Còn khuyết điểm của em á là đôi khi cũng có hơi cố chấp tí xíu, với lại nấu ăn không được ngon lắm. Không nấu ăn bên đây, người ta nấu ăn ngon nè, bên đây nấu ăn được nè. Có anh nấu ăn cho em rồi em ơi. Bây giờ mình sẽ nói tí xíu về tình trường ha. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thực sự là em trải qua 3 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên á là thời đại học đó chị. Em quen bạn đó được 2 năm mấy. Tại vì lúc mà mới ra trường rồi, công việc á nói chung là rất là nhiều, tình cảm nói chung càng ngày càng nhạt, nên hai người quyết định chia tay. Rồi mối tình thứ hai á là cũng với một anh Hàn Quốc. Nói chung là cũng được 2 năm mấy, nhưng mà do tính chất công việc của em á, nên nhiều khi em đi công tác rất là nhiều, hoặc là em gặp khách hàng rất là nhiều, nên bạn đó rất là ghen. Nói chung là đến một lúc nào đó thì nói chung là hai người cũng không thể nào mà có tiếng nói chung được nữa. Rồi mối tình gần nhất của em là cách đây khoảng 1 năm rồi. Thì em cũng quen người đó 1 năm mấy, nhưng mà sau này càng quen thì em càng thấy là hai người có cách sống nó khác nhau, nên tụi em quyết định dừng lại. Quyết định dừng lại? Dạ. 1 năm nay chỉ tập trung vào công việc, không yêu ai cả? Dạ đúng rồi chị, cứ để mọi thứ tự nhiên thôi. Còn em trai mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất của em thì em quen từ khi sinh viên ra trường đi làm. Lý do chia tay thì bạn đi học ở thành phố Hồ Chí Minh, còn em thì học ở ngoài Đà Nẵng. Nói chung là khoảng cách xa quá. Dạ. Sau thời gian em vừa đi học vừa đi làm, cho nên không có thời gian. Bạn nữ kêu sao không quan tâm chia sẻ. Mối tình thứ hai. Dạ, mối tình thứ hai thì em quen khoảng được 2-3 tháng. Thì bạn đó cũng là học ngoài Đà Nẵng luôn. Rồi sau này em công việc em thì làm, nói chung là ngoài đó thì nó chưa được ổn định, em mới vào Sài Gòn. Nghĩa hai người thì cũng coi như mối tình nó cũng mấy tháng thôi mà. Vâng, phải sâu đậm lắm. Dạ, chưa sâu đậm. Mình bỏ qua cái chuyện cũ đi. Bên đàn gái, hãy cho chúng tôi biết tiêu chí thế nào. Dạ, nói chung là mẫu người lý tưởng của em á là một người chững chạc với trưởng thành, và cái người đó cũng phải hơi lãng mạn tí xíu, và có thể sẵn sàng chia sẻ công việc nhà hoặc là việc nấu nướng với em. Nhưng mà em bận, em đi công tác. Chị thấy là bạn bên kia nói là bạn bên kia sạch sẽ gọn gàng nấu ăn, thì cái phần đó là có thể là vượt qua rồi đó. Dạ. Vòng rồi đó. Dạ, ngoại hình đó. Sao em? Ngoại hình thì sao? Thì nói chung càng cao càng tốt. Càng cao càng tốt. Lúc mà em đăng ký chương trình thì tiêu chuẩn của em là 1m65, nhưng mà thật sự là càng cao càng tốt. Bây giờ thôi mình phải qua coi mắt đàn trai ha. Bây giờ em có yêu cầu gì em nói với bà mối đi. Chào chị Nam Thư. Yêu cầu bạn gái thế nào nói đi. Chào em. Em có thể nói cho Thư biết là yêu cầu về bạn gái của em như thế nào không? Mọi người về bạn gái của em thì về ngoại hình thì cũng không mập, không ốm, vừa. Chiều cao thì 1m55 trở lên, da trắng, nói chung là khuôn mặt dễ nhìn.
Đàn trai trắng ha. Nhìn trắng trẻo, thư sinh ha. Mình nhiều bạn không? Ở ngoài dòng đời mình đó mình nhiều bạn không? Nói về bạn thì cũng nhiều nhưng mà bạn thân thì cũng... Bạn thân là con trai hay con gái? Con trai. À, con trai rặt không? Trai thẳng luôn, không? Chăm luôn á. À, chứ giờ mình ra đường có anh nào trai không thẳng mà ghẹo ghẹo mình chưa? Có nhiều lắm chị. Nhiều hả? Mà em không biết vì sao nhưng mà gái thì bạn gái không thích kết bạn mà toàn là kết bạn Zalo toàn là thuộc về giới tính thứ ba không? À, vậy sao nhiều khi bình thường mình cứ đúng rồi như thế ba cũng vậy mà cứ kết bạn thì thoải mái thôi. Dạ, nhưng những câu nói người ta khiếm nhã đó. À, mấy người khiếm nhã thì mình chặn Zalo. Mình chặn. Mấy người mà kết bạn với thứ ba thì mình cứ kết bạn, không sao cả. Bởi thành thử là em bé tới giờ đó. Nói chơi chứ mình không có phân biệt giới tính nào cả. Nhìn trắng trẻo khi nào ai nói em thế giới thứ ba không? Nhiều người ta thấy sau giờ này chưa có vợ là người ta cũng nghĩ đúng không? Dạ. Thấy nhưng mà em thì em không thích trai nha. Em thích không? Gái á. Thích không? Dạ không. Anh Linh kỳ ghê, ghẹo ta nữa. Không, anh thì em thích á. Thích anh vui tính. Vui, anh hài hước. Em rất hâm mộ anh. Cảm ơn em. Dạ. Đến qua coi đằng gái thế nào nha em trai. Dạ. Trời ơi. Dạ chào anh. Dạ, đúng à. Kim cương chưa? Kim cương được, dễ thương, nói chung là dễ thương đó. Dạ, em chào em gái. Anh. Chào em. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ok. Kamsahamnida. Nè, cô mau quay không? Anh Linh biết nhiêu đó à. Bây giờ nè, em trai bên tôi trắng trẻo, công tử lắm á. Nhiều cô gái theo đuổi lắm á. Dạ. Có ghen không? Nhiều cô gái và chàng trai theo đuổi. Đúng rồi, nãy giờ em nghe nói chàng trai theo đuổi nhiều hơn. Ừ, có ghen không? Quan trọng vô là do bạn trai bên đó là thái độ có rõ ràng với người ta hay không. Đúng rồi. Mà rõ ràng á thì người ta đâu có cơ hội mà tiến tới đâu. Bây giờ thì anh thấy rằng hai bạn cũng trao đổi nhiều cái nó cũng hợp lý với nhau. Quan trọng mình hỏi xem người nhà thế nào nữa. Dạ. Không? Kim cương. Dạ, hôm nay em đi với chị gái của em với lại bạn thân của em. Chị gái em tên gì? Dạ, chị gái em tên Bích Ngọc. Bích Ngọc. Dạ, dạ gia đình toàn Ngọc. Nhà em Ngọc Ngà Kim Cương á chị. Ngọc Ngà Kim Cương. Dạ, anh em tên Ngà. À, Ngọc Ngà. Chị Ngọc, anh Ngà, em là Kim Cương. Ngọc thấy thế nào về đàn trai của chúng tôi? Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào quý vị khán giả. Chị chào em. Chào chị. Thì thông qua những điều em trao đổi với chương trình á thì chị thấy em là một người thanh niên điềm đạm, nghiêm túc. Việc mà hai em gặp nhau hôm nay á thì chị nghĩ đó là sự khởi đầu cho sự chan hòa. Và mối quan hệ nào thì cũng cần phải có thời gian. Nên chị nghĩ hai em nên cho nhau một cơ hội. Bây giờ đàn trai. Dạ, hôm nay em đi với em gái với hai bạn thân. À, em gái, em ruột á hả? Dạ, em ruột. Rồi, để hỏi em ruột coi. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Chào, chào chị Nam Thư. Con là em gái của anh Thành. Theo con thì con thấy chị bên đây rất là xinh đẹp, năng động. Còn về nhận xét của anh của con thì anh con nấu ăn rất là ngon, rất là sạch sẽ và ca hát rất là hay. Con nghĩ thì anh chị đến đây cũng là một cái duyên. Anh chị nên cho nhau một cơ hội để tiến xa hơn. Dạ con cảm ơn chương trình ạ. Rồi bây giờ thì chúng ta mở rào ra cho hai bên gặp mặt. Không gian này là của hai bạn đó, cứ thoải mái đi. Nào bắt đầu Thành. Em chào anh. Đến chương trình là anh có món quà tặng. Dạ cảm ơn anh, em cũng có món quà dành tặng anh ha. Cái này là cuốn truyện tranh Hàn Quốc. Nếu mà em với anh có duyên á, sau này á, mà có thể tiến xa hơn á, thì mình có thể đọc cuốn truyện tranh này cho con của chúng ta nghe. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Rồi lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, các bạn hãy nói cảm nhận về nhau đi. Em cảm nhận về anh như thế nào? Em nghĩ anh là một người chững chạc, lịch sự. Nói chung là em gặp anh thì em cảm thấy ấn tượng đầu rất là tốt. Cảm ơn em. Còn anh cảm nhận về em như thế nào? Em thì khi kéo em ra rất là bất ngờ. Em rất xinh, dễ thương. Dạ. Anh rất thích con gái có răng khểnh. Mình hẹn hò thế nào đó? Khoảng cách hai bạn đó. Thời gian hẹn hò thì em trong tuần em rảnh vào thứ mấy? Tại vì công việc của em á là bây giờ em làm phiên dịch viên nên á em nghĩ là em có thể chủ động được thời gian. Nếu mà em muốn dành thời gian cho anh đi thì em sẽ hạn chế nhận những cái lịch đặt của khách. Nói chung là em có thể chủ động về thời gian. Còn anh như thế nào? Nói chung công việc anh thời gian nó cũng rất nhiều. Thường thường thì buổi tối thì anh rảnh.
Ví dụ chủ nhật em rảnh á, thì anh có thể xin sếp về sớm để đi chơi với em. Hôm nay tới với chương trình thì đàn trai có món quà tinh thần nào tặng cho đàn gái không? Đến với chương trình thì em cũng chuẩn bị bài hát, tựa đề là Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân. Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên, sáng mắt trời mưa phố xưa buồn tên, gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoát trên tầm tay. Hát thì hay, rất ngọt. Nhưng mới ngày đầu gặp người yêu tự nhiên xin gọi nhau là cố nhân. Đúng rồi, có bài nào khác chưa không? Chưa hợp lắm. Không, bài em thích thì... Có thể hát nhạc chế lời, nhưng bạn có khả năng chế lời không? Nếu có chương trình mình hẹn hò cùng nhau, nếu có tiếng hát của em hút cao hòa vào lòng anh. Hợp quá, hợp quá. Em nhìn anh hình như anh rung thì phải. Kim Cương. Dạ. Bây giờ ảnh hát rồi, mình có tiết mục gì không? Em cũng chuẩn bị một tiết mục nhưng mà bài hát tiếng Hàn chị. Không sao. Không sao đúng không? Vậy em hát nha. Ta đang ham mê sẽ xin hè tôn nai má ươm mi Khứ rõ khế tô khứ tệ kê cụ sô kì yô sô Mì chì mô thê khứ rõn cò xì á ni yô nương tê Ôi cho ta ca hề ô chi nương y yu ca tuệ sơ Nè kê mô sơn mà ấm mê bión y nương có cho rơm Nư kì màn cơm á su hôm nương xa ra mi tuệ ô. Hay quá anh. Bài. Trời ơi. Dịch liệt. Anh dịch nguyên bài hát này nè, bài này bài Việt Nam mà. Rồi anh dịch coi đâu có. Em yêu ơi, anh yêu ơi, tình này xinh hết đến anh bao nhiêu mặn nồng. Đúng không em? Dạ, đúng rồi. Quyền cái bài đó. Này á, là dịch ra tiếng Việt thì cũng như vậy á chị. Có nghĩa là cho dù cái mọi chuyện có thay đổi thì tình cảm của em dành cho anh cũng như vậy, cũng không thay đổi. Chết. Thấy gia đình Kim Cương, Kim Chỉ nhà em chưa? Thôi rồi. Bây giờ là chúng ta cũng đã khá hiểu nhau rồi. Anh nghĩ rằng các bạn đủ để các bạn có thể cảm nhận tất cả mọi thứ. Bây giờ mỗi người chúng ta sẽ dành cho nhau một câu nào đó tận đáy lòng của mình. Mình suy nghĩ và mình cảm nhận về người đối diện thế nào. Bắt đầu đi Thành. Trước khi mà lên chuẩn bị ghi hình, thật sự là anh mất ngủ mấy đêm rồi. Anh thì anh không có nói được nhiều lời ngôn tình, thì anh sẽ thể hiện một câu hát. Dạ. Yeah. Chương trình đã xé sợi chỉ hồng để chúng ta nên nghĩa vợ chồng. Là hết hả? Dạ. Nói chung em cảm nhận được sự chân thành từ anh. Nói chung là em cũng muốn là em với anh cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi rồi, xoay ghế, xoay ghế, xoay ghế. Rồi rồi rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Rồi, để tay vào nút bấm. Tất cả đều trả lời bằng nút bấm. Hy vọng là chúng ta sẽ có một cái kết thật sự là viên mãn. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng em, đây Hoa. Nắm tay nhau nào. Và chúng ta hãy hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ, em xin phép chị hôn.